Miền Bắc vừa trải qua chuỗi ngày mưa dông kéo dài. Tại Hà Nội, cảnh tượng ngập úng thường xuyên xảy ra, trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người dân. Đặc biệt tại phố Triều Khúc, quận Thanh Xuân, nơi được coi là điểm đen về ngập lụt, người dân ngán ngẩm khi phải sống chung với tình cảnh lụt lội. Việc di chuyển, sinh hoạt là vô cùng khó khăn từ nhiều ngày qua, ngay cả khi mưa đã kết thúc. Phố Triều Khúc, những hình ảnh còn sót lại sau trận mưa. Nước ngập vẫn chưa thể rút hết, hệ thống thoát nước quá tải. Nước không thể thoát được, ngập lênh láng, trào ngược ra phía đầu ngõ, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Sống trong con ngõ 68 phố Triều Khúc, chị Triệu Thị Mùi không khỏi bức xúc vì tình trạng này. Đã bao năm qua, mỗi khi xảy ra mưa lớn, gia đình chị lại phải sống cùng nước. Ôi, diễn ra là thường xuyên mà hàng bao nhiêu năm nay rồi, dăm năm nay rồi, cứ mưa bé cũng ngập chứ không cứ là mưa như to như qua. Đi lại thì là khó khăn lắm, như con nhà tôi sáng nay đi ra là cũng phải đi bộ ra ngoài thì mới đi làm được. Không chỉ chị Mùi mà nhiều hộ dân khác cũng rơi vào hoàn cảnh bất lực. Với những hộ dân kinh doanh nơi đây, hễ mưa đồng nghĩa với việc mất khách. Thấy rất ảnh hưởng đến cửa hàng mình đang làm ăn ở đây, thì nó ngập này thì người ta đi qua ấy, người ta sẽ né đường ra, người ta đi ngõ bên, thì rất ảnh hưởng đến công việc làm ăn của mình bên này. Em muốn chính quyền là nâng cấp đường thôi, nâng cấp đường cho nó cao một chút nữa, hệ thống nước và ống to to một chút là được, nó thoát nước nhanh, không để này ngập của khi phải đến chiều mới rút hết nước được. Nằm tại khu vực gần các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thủ đô, phố Triều Khúc cũng là nơi có lượng lớn người lao động, học sinh, sinh viên tìm đến thuê trọ. Biết tin con trúng tuyển đại học, chị Bùi Thị Trực đã tức tốc từ Thanh Hóa lên tìm nơi ở cho con. Thế nhưng gặp phải tình cảnh ngập lụt, chị không khỏi băn khoăn suy nghĩ. Chị đi từ lúc 4 giờ sáng bắt xe ra đây với đi vòng quanh 2-3 vòng ở đây để tìm nhà trọ rồi nhưng mà chưa tìm được. Quá bất tiện em ạ, vì là đi có mỗi ngày 2-3 lần đi học qua này mà mỗi lần mưa này còn mưa bé, mưa to thì nó lụt này, đi xách dép xách quần này thì chết, bẩn lắm. Dự báo tình trạng mưa lớn vẫn sẽ xảy ra trong thời gian tới. Tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 10-30%. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng đô thị, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Một cửa hàng bán đồ gia dụng ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định bất ngờ xảy ra bốc cháy vào sáng ngày hôm nay, 27 tháng 8. Ngọn lửa nhanh chóng cháy lan bao trùm cả ngôi nhà và các ngôi nhà lân cận khác. Rất may đám cháy không xảy ra thiệt hại về người. Cụ thể, vào khoảng 4 giờ cùng ngày, tại cửa hàng tạp hóa bán đồ gia dụng trên đường 32, khu vực qua tổ 6 thị trấn Xuân Trường, bất ngờ xảy ra cháy. Đám cháy bùng lên dữ dội, nhanh chóng lan ra cả ngôi nhà và nhà kế bên. Cột khói đen bốc lên cao hàng chục mét. Người dân xung quanh đã tiến hành dập lửa và thông báo lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường. Cho đến khoảng hơn 6 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế. Đám cháy không có thiệt hại về người, nhưng tài sản bị tổn thất lớn. Hiện chưa thống kê được cụ thể. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thưa quý vị, vụ việc thang máy rơi tự do và mắc kẹt tại chung cư HH2C Linh Đàm tại quận Hoàng Mai, Hà Nội vào sáng ngày 26 tháng 8. Một lần nữa cho thấy những rủi ro mà người dân có thể gặp phải khi sinh sống tại các chung cư hiện nay. Rất nhiều tòa chung cư đưa vào sử dụng từ lâu đã hư hỏng xuống cấp nhưng chưa được duy trì, bảo dưỡng một cách thường xuyên. Và thậm chí là người dân thiếu kiến thức, tâm lý hoảng loạn cũng là một trong số những nguyên nhân khiến cho tai nạn ngày càng gia tăng. Vậy chúng ta cần phải làm gì khi xảy ra các sự cố về thang máy? Một phần câu trả lời sẽ có trong phóng sự dưới đây của chúng tôi. Theo những hình ảnh được camera ghi lại, sự cố thang máy xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng 26 tháng 8 tại tòa chung cư HH2C. Tại thời điểm sự cố, trong thang máy có nhiều người lớn và trẻ em. Thời điểm này, thang máy số 11 đã xuống đến tầng 1 thì mất auto mở thang. Khi bảo vệ mở cửa thang thì thang đã thấp hơn sảnh tầng 1 khoảng 1 mét. Đại diện Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cho biết, nguyên nhân dẫn đến sự cố trên là do lỗi của nhân viên kỹ thuật, công ty trách nhiệm hữu hạn thang máy DHE, đơn vị bảo trì thang máy, sơ ý bấm vào nút sự cố cứu hỏa cấp 2 của thang máy.
Trước đó, nhiều người dân ở chung cư cũ trên địa bàn Hà Nội cũng bày tỏ không ít lo lắng khi đã từng chứng kiến hoặc trở thành nạn nhân trong những vụ thang máy rơi. Đặc biệt là vấn đề thang máy, tôi rất bức xúc. Như con nhà tôi 10 tuổi, một thằng hôm ấy đi học về là nó đã bị rơi, trường hợp rơi thang máy. Hai anh em nó rơi thang máy và cái từ tầng 8 xuống cái tầng 4, rơi tự do. Lúc đấy cái tấm trần ở trên đầu, ở trên thang máy có một tấm trần đấy, rơi vào chúng con nhà tôi. Đấy, chảy rất tức trận, xước mặt và chảy máu cả. Vấn đề tôi rất lo ngại, đặc biệt là vấn đề thang máy. Bản thân tôi thì cũng gặp nhiều lần như thế, nó rơi. Nó rơi, nó ùnh một cái thì mọi người trong cầu thang máy sợ lắm. Tôi vào cầu thang thì tôi chưa kịp quay mặt ra, tôi vẫn đang đi thế này thì nó đã đánh rình một cái. Tôi cứ nghĩ rằng nó rơi rồi, thế nhưng tôi nhìn ra thì vẫn ở tầng 16. Làm cho tôi sợ quá, tôi ra tôi báo bảo vệ. Theo các chuyên gia, thang máy sau một thời gian sử dụng không được bảo trì, bảo dưỡng, các động cơ và linh kiện bên trong sẽ dần xuống cấp, gây ảnh hưởng đến hoạt động của thang. Trường hợp linh kiện cáp kéo xuống cấp nghiêm trọng có thể dẫn đến tai nạn rơi thang tự do, vô cùng nguy hiểm. Ngoài ra, các lỗi cảm biến, lỗi cáp tải cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho thang máy bị rơi. Đối với người dân khi đang sử dụng thang máy và phát hiện có xảy ra sự cố, trước tiên là phải ưu tiên chế độ hoạt động tự động an toàn của thang máy đã mặc định. Thang sẽ tự động đưa về tầng gần nhất hoặc tầng 1, đồng thời mở cửa ra để tất cả mọi người trong cabin di chuyển ra bên ngoài và sau đó thì báo cho lực lượng chức năng hoặc cơ quan bảo trì bảo dưỡng thang máy. Thang máy là một cái phần giống như là cái xương sống của một cái ngôi nhà và cái điều này đã ảnh hưởng tới cái sức khỏe và tính mạng của những cư dân đang sinh sống tại đó. Cái việc mà để cho thang máy mà có những cái dấu hiệu hư hỏng nhưng mà không bảo trì thì tại đây là thuộc trách nhiệm của những cái người mà sở chủ sở hữu hoặc là đang là quản lý cái tòa nhà đấy. Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân cần hết sức bình tĩnh, tuyệt đối không tìm cách ra bên ngoài khi thang máy gặp sự cố. Người dân nên nằm thẳng trên sàn thang máy thay vì đứng thẳng, ngồi hay là nhảy nhót trong thang máy. Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh - Cầu Vĩnh Tuy dự kiến sẽ khởi công vào cuối năm 2024. Hầm chui sẽ khép kín đường vành đai 2 theo quy hoạch, giải quyết xung đột giao thông tại nút giao. Lãnh đạo Ban Quản lý Đầu tư Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố Hà Nội cho biết, trong tháng 9 năm 2024, Ban sẽ hoàn thiện thủ tục lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát, lập thiết kế dự toán dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh - Cầu Vĩnh Tuy, quận Long Biên. Phấn đấu khởi công công trình vào cuối năm 2024. Dự án có tổng mức đầu tư gần 750 tỷ đồng, tiến độ thực hiện từ năm 2024 đến năm 2026 bằng nguồn vốn ngân sách thành phố. Hầm chui được làm theo hướng Vĩnh Tuy đi đường Đàm Quang Trung tại nút giao giữa đường Cổ Linh và đường hai đầu cầu Vĩnh Tuy, đường Đàm Quang Trung. Tim hầm trùng với tim hiện hữu của tuyến đường. Tổng chiều dài khoảng 600 m, mặt cắt ngang toàn hầm 27,1 m, bố trí 6 làn xe, trong đó mỗi bên 3 làn xe. Việc đầu tư dự án hầm chui tại nút giao Cổ Linh sẽ khép kín đường vành đai 2 theo quy hoạch, đồng bộ xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông hợp lý nhằm giải quyết xung đột giao thông tại nút giao, kết nối liên thông giữa các tuyến đường xung quanh, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, giảm thiểu về ô nhiễm môi trường.